Quý vị đang theo dõi chuyên mục V&A Customer, nơi cập nhật những thông tin đầy đủ nhất về chương trình ưu đãi, sản phẩm dịch vụ mới của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Quý vị thân mến, có thể nói mùa thu là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Thời tiết dịu đi, ánh nắng cũng bớt gay gắt và tô điểm cho cảnh sắc thêm phần lãng mạn. Chính vì vậy, đi du lịch vào thời điểm này sẽ hết sức lý tưởng về cả phong cảnh và thời tiết. Thấu hiểu được điều này, Vietnam Airlines đều cho ra mắt những chương trình ưu đãi đầy hấp dẫn. Và ngay bây giờ, V&A Customer sẽ giới thiệu tới quý vị những chương trình ưu đãi mới nhất trên các chặng bay quốc tế. Sau hai đường bay thẳng đến Melbourne và Sydney được rất nhiều hành khách lựa chọn, thì sắp tới, Vietnam Airlines sẽ khai trương đường bay thứ 3 đến xứ sở chuột túi. Cụ thể, từ ngày 7 tháng 12, Vietnam Airlines chính thức kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh đến Perth, thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang Tây Úc. Giờ đây, hành khách có thể tiết kiệm thời gian và chi phí, ngồi trên chiếc Boeing 787 hiện đại và chỉ cần di chuyển 11 tiếng là có thể ngắm nhìn thành phố xinh đẹp và hiện đại được bao bọc bởi một dải cát trắng mướt ở ngoại ô. Nhân dịp chào mừng đường bay mới, Vietnam Airlines dành tặng quý khách combo ưu đãi hấp dẫn. Từ nay đến trước ngày 15 tháng 11, quý khách sẽ được hưởng giá ưu đãi chỉ từ 465 USD cho hành trình khứ hồi, tương đương 11.278.000 Việt Nam đồng đã bao gồm thuế phí. Để hành khách thoải mái hơn khi mang đồ cá nhân cũng như đem về những món quà ý nghĩa từ nơi xa tặng người thân, Vietnam Airlines sẽ tặng thêm một kiện hành lý miễn cước dành cho hành khách mua vé với hạng phổ thông linh hoạt và phổ thông tiêu chuẩn trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác. Mỗi hành khách được mang tối đa 2 kiện. Ưu đãi được áp dụng cho vé mua đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023 và khởi hành trong giai đoạn từ ngày 7 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2024. Đặc biệt, với tài khoản hội viên Lotus Smile, quý khách sẽ được hưởng thêm các ưu đãi hấp dẫn như giảm thêm 5% khi mua vé trực tuyến và tặng thêm 2.000 đến 5.000 giảm thưởng tùy theo hạng vé. Nếu cảm thấy đi Úc quá xa, vậy thì những nước Đông Nam Á gần gũi với Việt Nam chúng ta có thể là lựa chọn nên được cân nhắc. Đến với Jakarta, thủ đô của xứ sở vàng đảo Indonesia, bạn có thể tham quan nhiều di tích lịch sử cổ kính và thiên nhiên đẹp đến siêu lòng. Tại đây, bạn có thể ngắm nhìn những công trình kiến trúc và đài tưởng niệm mang đậm dấu ấn của đạo Hồi, đăng ký một chuyến đi xuyên qua những khu rừng nhiệt đới để tận hưởng sự hùng vĩ của thiên nhiên, hay dạo chơi trên các con phố đêm sầm uất với những món ẩm thực siêu độc đáo. Điểm đến tiếp theo bạn có thể cân nhắc là đảo quốc sư tử Singapore. Trái ngược với vẻ đẹp cổ kính của Indonesia, Singapore sẽ đem tới cho bạn những trải nghiệm xa hoa và sang trọng. Dạo quanh đất nước này, bạn sẽ có một cảm giác như mình đã vô tình bước vào một cỗ máy thời gian xuyên tới tương lai bởi những tòa nhà cao tầng hiện đại và các loại công nghệ tiên tiến đi trước thời đại tại quốc đảo này. Lựa chọn hành trình đến hai quốc gia này, hành khách sẽ được Vietnam Airlines tặng thêm một kiện hành lý 23kg cho hạng phổ thông siêu tiết kiệm. Chương trình sẽ được áp dụng đến ngày 30 tháng 11 năm 2023. Những chuyến đi sẽ trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn rất nhiều nếu chúng ta được đồng hành cùng những người yêu thương của mình. Mong muốn quý hành khách có thêm trải nghiệm du lịch, khám phá cùng gia đình và bạn bè, Vietnam Airlines triển khai chương trình Đi càng đông, giá càng tốt của Vietnam Airlines. Chương trình được áp dụng cho những nhóm du khách đi từ 4 người trở lên. Cụ thể, với tất cả các chặng bay quốc tế hạng phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm, Vietnam Airlines sẽ giảm 10% giá vé cơ sở. Thời gian áp dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Vậy nên còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay tập hợp những tâm hồn yêu thích Vivu đây đó và đặt vé bay cùng Vietnam Airlines. Ưu đãi cuối cùng là chương trình mua sớm giá tốt cùng Vietnam Airlines. Trong mọi hành trình, lên kế hoạch sớm là tiêu chí đầu tiên để bạn có một chuyến đi chu đáo, thoải mái và tiết kiệm. Vậy nên, nếu đã có cho mình điểm đến và lịch trình xác định, thì hãy thật nhanh chóng đặt vé bay cùng Vietnam Airlines. Cụ thể, với ưu đãi mua sớm giá tốt cùng Vietnam Airlines, bạn có thể nhận được ưu đãi giảm giá từ 5 đến 8%, tương ứng với các chặng bay quốc tế tới 16 nước.
khi mua vé trước từ 7, 14, 21 và 60 ngày trước ngày khởi hành. Chương trình áp dụng đối với cả vé hạng phổ thông tiết kiệm và phổ thông tiêu chuẩn, xuất vé và khởi hành trước 31 tháng 12 năm 2023. Với sự quan tâm trọn vẹn với khách hàng, lựa chọn sử dụng dịch vụ, Vietnam Airlines mong rằng tất cả những chương trình ưu đãi sẽ giúp cho quý khách có những chuyến đi mùa thu vòng quanh thế giới, tạo nên nhiều kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ bên những người mình yêu quý. Để biết thêm thông tin về các chương trình ưu đãi, quý khách vui lòng truy cập website www.vietnamairlines.com hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines.